phòng giúp việc. Cô làm giúp việc ở trong nhà, ngày trước cô ngủ ở đây. Giờ cô ngủ với em bé, cô lại vào phòng ngồi chỗ này này. Thành cái kho mình để đồ cho cứ đi bàn đấy. Được rồi, được. Trước là cô để cái đệm cô ngủ đây này. Thế nhưng mà khi mà cô, em bé ngủ mẹ, giờ em bé ngủ với cô thì... Đấy, thì cô sang lại... phòng này đúng không? Đấy, cô lại vào phòng đấy cô ngủ. Vâng. Thì là... phòng đấy mình thành cái kho, sau này thì bác giúp việc bác ngủ. Thế sẵn là nhà có trẻ con nên làm hai giường như này. Phơi phơi phóng một phòng. Đấy, cái phòng nhỏ trước là không ngủ sạch sẽ, xong rồi thì không cô không ngủ nữa thì em bé cô ngủ với em bé thì cô lại dọn đồ rồi đấy. Cô ơi, cháu lên trên cháu xem nhá. Cô cháu cần nhờ nhà một tí nhá cô nhá. Đây, một đệ. Đây. Có cửa mở. Để cho cái phòng nào phòng anh chị đang ngủ đây cô. Không cần. Không cần ngủ. Thôi. Cầm quát rồi. Vâng.